Xin chào toàn thể anh em, chào mừng anh em quay trở lại với Thế Anh Audio để tiếp tục các video. Thì rất là lâu rồi bên em mới về được cho anh em những chiếc vang cơ lai số đến thương hiệu Adni. Hàng chính hãng sẽ được Adni bảo hành cho em 25. Đấy, hàng chính hãng và rất là hay nhá. Con này nó có rất nhiều chức năng mới cho anh em. Thì trước khi vào video, anh em nào chưa đăng ký kênh, chưa like, cho bên em xin một like, một đăng ký kênh và nhấn chuông để không bỏ lỡ các video tiếp theo từ Thế Anh Audio ạ. Đây, em xin giới thiệu qua cho anh em về thiết kế cũng như là về tính năng con này. Con này sẽ giúp cho anh em, đầu tiên phải nói đến, sẽ giúp cho anh em chống hú cực kỳ là tốt với 5 chế độ chống hú ở đây. Anh em giữ nút input này khoảng 5 giây, nó sẽ hiển thị các FBX này. 5 chế độ chống hú rất là cao cấp cho anh em. Thường anh em chỉ sử dụng là chống hú 1 đến 2 thôi. Đấy, nhưng đôi khi không gian của anh em nó chật hoặc thiết bị của anh em, cái như mic của anh em nó kém, thì anh em có thể phải nâng cấp lên 5 chế độ chống hú rất là cao cấp cho anh em. Cũng như là có echo và dì vợt riêng biệt. Đấy, tiếng echo, tiếng dì vợt cực kỳ hay cho anh em luôn nhá. Và điểm đặc biệt tiếp theo của nó là chip DSP xử lý tiếng của Mỹ. Chip cực kỳ là hay, xử lý tiếng nhạc, tiếng mic cực kỳ hay cho anh em luôn. Đấy, những chiếc vang cơ lai số Adni này. Và tất cả những chiếc vang này sẽ được trang bị cho em một chiếc điều khiển từ xa, để anh em thay đổi các thông số điều khiển từ xa, rất là chất lượng cho anh em. Đấy. Và con này nó sẽ có đầy đủ các cổng quang Bluetooth. Đây, sẽ trước khi quay về cổng kết nối thì sẽ quay cho em tem. Tem chính hãng đến thương hiệu Adni cũng như là tem bảo hành sản phẩm điện tử. Hàng này hàng chính hãng đến thương hiệu Adni sẽ bảo hành cho em 25, 1 đổi 1 trong vòng 25, anh em yên tâm nhá, yên tâm sử dụng 1 đổi 1 trong vòng 25. Và mặt sau của nó, những chiếc vang này sẽ bao gồm cho anh em đầy đủ cổng quang Bluetooth. Đây anh em thấy không? Bluetooth này, cổng quang COA này, hai đường vào bằng hoa sen. Đấy, đường ra có bằng ca lông cũng như có bằng hoa sen đầy đủ cho anh em. Và đây tất cả đều có mã vạch hoặc mã QR trên sản phẩm, từ mặt trước, mặt sau cũng như là mặt trên của nó đầy đủ nha. T900 Plus mã đây có rất là chất lượng cho anh em. Và phiên bản này thì sự anh em là lâu lắm em mới về, sẽ giảm giá ngay cho anh em những chiếc vang cơ lai số này, rất là tốt cho anh em. Thì trước khi em báo giá thì em sẽ đây sẽ test cho anh em nghe tiếng nhạc, tiếng mic của nó nhá, rất là hay. Đây tiếng nhạc, đây em nghe tiệu to một chút tiếng nhạc, sau đó em sẽ test cho em tiếng mic. Đây, để em xem test cho anh em nghe tiếng mic nhá, một đoạn karaoke để em nghe và cảm nhận chất âm của tiếng mic này nhá, rất là hay. Đây, test trực tiếp trên những chiếc vang cơ lai số Adni này, rất là chất lượng. Hàng chính hãng sẽ được bảo hành cho em 25, cực kỳ hay, được cực kỳ chất lượng cho anh em luôn nhá. Đây. Đèn 7, 8, 9, 10. Tiếng echo và tiếng dì vật quẹt vào nhau rất là hay. Đây, em sẽ test trực tiếp nhá. Mùa xuân vừa đến, hoa về trên những bàn tay, và em vừa đến thay màu áo mới vì anh. Nguyện cho ngày tháng êm đềm như những giấc mơ, nhưng nhạt nhạt chốn quê vẫn trong gần mắt em đang nhìn về anh. Và anh lại nhớ, nhưng giờ em đứng chờ chờ một mình lặng lẽ thơm lành trong mơ vì anh. Tình yêu tìm thấy quên quên trong đêm bão giông, giữa hoang tàn đã quên lời quê đường có em riêng cho đời anh. Như chưa từng có những phút điều xa, do gương mặt trên tay anh khắc qua, nhưng con đường anh về bên em. Như anh được sống giây phút đầu tiên, có em cần đến những giây cuối cùng, suốt cuộc đời anh không quên chân tình dành hết cho em.
tiếng nhá, tiếng mic của nó echo gì và rất là quẹn, cực kỳ hay cho anh em. Sau đây là chín mây mây những chiếc vang cơ lai số hàng chính hãng đến từ thiệu Andy, hàng được bảo hành cho em 25, có đầy đủ này echo và dì vật, cũng như là 5 chế độ chống ú và chip là chip DSP xử lý tiếng của Mỹ. Và đặc biệt ngày hôm nay bên em sẽ giảm giá cho em những chiếc này. Ngoài thị trường bán cho em những con này là 1.500.000 đến 1.600.000 đúng không ạ? Nhưng ngày hôm nay nhá, em chỉ bán cho em 1.350.000. Bên em bao ship và tặng em dây jack kết nối, nhận hàng em được kiểm tra thanh toán. Anh em kết nối đẩy hay kết nối âm ni bên sẽ tặng cho em dây jack kết nối đẩy hoặc âm ni. 1.350.000 bao ship và tặng dây kết nối, nhận hàng kiểm tra thanh toán, mua hàng nhắn tin cho em chốt vàng Adni hoặc chốt vàng T900 Plus, giá rất là tốt cho anh em ngày hôm nay, giá cực kỳ là tốt nhá. Thì anh em theo dõi video, tiếp tục ủng hộ Thế Anh Audio cho bên em xin một đăng ký kênh và nhấn chuông để không bỏ lỡ các video tiếp theo từ Thế Anh Audio ạ. Xin cảm ơn anh em.